Hôm nay tiếp theo cái phần nhật ký học tập thì sẽ làm một cái ví dụ về SQL. Là ta ví dụ như là có một cái bảng. Thì bây giờ để tạo lập bảng, chẳng hạn ta có bảng sẵn đây. Đây chưa chưa có. Thì ta còn phải tạo lập bảng, ví dụ như là cái bảng đầu tiên là có mã lớp. Kiểu ta cho nó là độ khoảng cỡ 100 mà che tên lớp, ta để nó dưới dạng là cũng 100 luôn. Đấy, trong đó mã lớp chính là khóa chính, và chúng ta nên nhớ rằng tên cột thì bắt đầu bằng chữ hoa sao cho ngắn gọn và đầy đủ, không được đặt tên bảng và tên cột nó có khoảng trắng với nhau. Đấy. Bây giờ chúng ta lưu lại, nhấn Ctrl F. Bảng này chúng ta sẽ lưu với dạng có tên là lớp học. Rồi xong một cái bảng thứ nhất để mà kiểm tra lại. Bây giờ chúng ta đây, chúng ta đang truy xuất cái chỗ cột cuối cùng này, thì cái bảng đây có lớp học thứ hai. Chúng ta xóa đóng nó lại, và tiếp theo là chúng ta tạo cái bảng tiếp theo, bảng mới. Bảng thứ hai là mã sinh viên, cột đầu tiên chúng ta mã sinh viên, kiểu chữ là cho n cha luôn đi, nó gì nhưng nó phải luôn rồi à, không 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 luôn, nó là khóa chính, mã sinh viên là khóa chính, không luôn. Họ và tên sinh viên, bảng này là bảng sinh viên đấy, thì bảng này n cha ta lấy là họ tên sinh viên, ta lấy test đi, kiểu test. Ngày sinh, ngày sinh nó chính là day time. Địa chỉ, địa chỉ ta để nó dưới dạng là nó là một cái kiểu, ta cho n trang đi. Đấy. 100 luôn. Mã lớp, cho nó là khoảng cỡ tổng thể 100 luôn đi. Đấy. Rồi chúng ta lưu nó lại với tên là sinh viên. Sau khi lưu thì tắt đi, tạo bảng mới. Đấy, là có cái bảng sinh viên rồi. Bảng mới, bảng tiếp theo là chúng ta cần phải có cái đề tài, bảng đề tài, danh sách các đề tài tập. Bảng này là mã đề tài, ta cho là nó là 100 để dễ nhớ. Tên đề tài cho nó là kiểu test, mã đề tài thì ta cho nó đặt làm khóa chính. Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên hướng dẫn, viên hướng dẫn, ta đặt nó dưới dạng kiểu test. Và cái đề cũng
cho đặt nó khoảng cỡ đây là thiểu số, đặt tên nó dưới dạng là số nguyên đi. Nhìn nào, rồi vô nó lại với tên là đề tài. Đây là đề tài nghiên cứu khoa học. Ta chú thích một tí nhé. Chẳng hạn như là cái bảng này. Bảng này. Mã số, mã đề tài này. Đấy, tên đề tài này. Giáo viên hướng dẫn này. Và kinh phí. KB là kinh phí. Còn cái sinh viên này, sinh viên này, mã sinh viên, họ tên sinh viên, ngày sinh, địa chỉ, mã lớp, lớp học, học có mã lớp và tên lớp. Rồi bây giờ tạo cái mới, tạo cái bảng sinh viên và đề tài. Mã sinh viên, mã sinh viên ta đặt tên nó là Trang luôn đi, Trang 100. Mã đề tài, đấy ta cũng đặt nó dưới dạng 100 luôn. Hai cái này đều là có chính cả. NTT, NTT tức là nơi sinh viên đến thực tập, nơi sinh viên đến thực tập. Đó là ta có thể đặt nó dưới dạng là kim tác. Nhớ là con luôn nhá. Rồi kết quả, kết quả nó như thế nào? Và điểm, điểm thì 8-9-10 thôi, là nó trong khoảng từ 1 cho đến 10, nên đặt nó là kiểu kiểu như nào, đặt tên nó với dạng kiểu tên đi. Đi này in thì cái kiểu này thì nó có là từ 0, phạm vi biểu diễn từ 0 đến 225, và nó là một số nguyên chứa một bài. Rồi cơ bản là chúng ta đã hoàn thành xong. Đặt tên nó với dạng là sinh viên đề tài chưa. Rồi em đã thảo lập xong cái bảng đó rồi đấy. Như vậy chúng ta cùng xem lại cái thứ là thảo lập cái bảng nó như thế nào rồi. Xem lại nhá. Để chúng ta chọn refer này. Đấy. Chọn bảng này. Chúng ta ban nãy này. Có bao nhiêu cột? Mã đề tài khóa chính này, tên đề tài, giáo viên hướng dẫn, kinh phí này. Bảng thứ hai là bảng lớp học. Mã lớp, tên lớp này. Bảng thứ ba là bảng sinh viên. Họ tên sinh viên, ngày sinh, địa chỉ. Đây, đề tài. Đấy. Và nếu như bạn muốn xem chẳng hạn như ta muốn xem cấu trúc câu như thế nào, kết quả đây là cấu trúc.
thông tin địa chỉ. Đây là cái tên của chúng ta. Cái tên của bạn đây. Tên bạn đây. Còn cái tên là tên bạn chung chứ. Còn đây là tên của các bạn mà chúng ta tư vấn qua. Chút nữa thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách mà lập trình cơ bản như thế này. Lập trình cơ bản thì chúng ta tư vấn dữ liệu đó.